dáng phụ người mà vẫn dở dang. Tại tao hay tại trời bày ra số kín. Lúc yêu nhau mừng câu ước thề, nay mất nhau ngỡ ngàng đắng cay vẽ vàng. Ôi trình hợp ta. Xin chào cả nhà đã quay lại với kênh YouTube của Dream High Audio. Đây là thông tin mua bán chính thức của em nhé. Số điện thoại là 0983 725 915. Và thông tin bán hàng chính thức, các ảnh chi tiết em đều up lên trên fanpage Âm Thanh Nhật Cao Cấp. Các bác có thể vào YouTube, vào Facebook chúng ta tìm là Âm Thanh Nhật Cao Cấp là thấy ngay ạ. Hôm nay em xin giới thiệu với các bác một bộ dàn mini. Con này là sự kết hợp giữa châu Âu và Nhật Bản đấy. Nó bao gồm thế này. Thứ nhất là một cái đầu là âm ly số, nó bao gồm Bluetooth, CD, USB, cổng quang in, có cổng sub out này, em đã cắm vào sub đây, và các cổng AV kết nối. Con này Bluetooth của nó là chuẩn HD, bắt cực kỳ nét, tiếng Bluetooth nó còn hay hơn cả cổng quang cơ. Con này có thể cắm trực tiếp là lên TV smart trên này để chúng ta có thể nghe nhạc trực tiếp từ TV xuống, hoặc là chúng ta có thể nghe từ điện thoại hay là từ máy tính hay là iPad để chúng ta nghe qua Bluetooth. Cái Elipson này là con này là Elipson Music Center. Con này là một thương hiệu của Pháp. Công suất đánh được mỗi vế là 120W cho loa 4 ohm. Còn đây là con loa tích, loa đồng trục. Nó là S300 Neo. Cả hai con này đều full box bác nhá. Con này là mới 100% luôn. Còn con này thì đẹp xuất sắc. Đấy, con đôi loa này. Và em sẽ ghép thêm một cục sub Yamaha. Con này có mã là SW215. Con này tiếng rất chi là tròn trĩnh, rất hợp với những cái bộ loa nhỏ nhỏ như này. Bộ này thì các bác có thể nghe phòng ngủ, phòng khách hoặc là phòng làm việc. Diện tích khoảng 25 m2, đánh rất chi là ổn luôn. Thông tin mua hàng nếu các bác quan tâm, các bác cứ gọi điện cho em số điện thoại này nhé. Bộ này có giá trên 20 triệu đấy ạ. Nhưng mà riêng con 5 ly này đang bán ở các cửa hàng là 32 triệu con 5 ly này rồi. Em bán nguyên cả bộ này có hơn 20 thôi. Còn giá chính thức và hình ảnh chi tiết thế nào các bác alo inbox cho em Zalo số này để em test cho một bài khác nhé. Con này hầu như là chủ yếu để chúng ta nghe nhạc online, rất là tiện. Quảng cáo. Bài này cũng rất hay. Tôi viết bài thơ tặng người khi cuộc tình lên ngôi, xây đắp thiên đường, dệt mộng ước chung đôi. Ngỡ yên vui ngỡ đau, đường hoa hồng pháo cưới, em về vui duyên mới. Từng đêm dài tối đốt cháy đời.